Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì mình lại đang có mặt trên cửa hàng Yamaha. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cửa hàng để cập nhật thông tin mới nhất về chiếc Exciter 155 VVR. Thì một trong những mẫu xe mà đang được các bạn trẻ trông mong nhất hiện nay và đã lộ diện những hình ảnh mới nhất vào 2 ngày trước nha các bạn, là một cái màu xanh GP với lại một phiên bản màu trắng đỏ. Còn các phiên bản như là màu đen nhám thì đã lộ diện cách đây 3 tháng rồi. Và đối với các dòng xe máy trên thị trường, khi mà một mẫu xe mới được ra mắt thì các dòng xe cũ như là phiên bản Exciter 150 thì sẽ được bán với giá rất là rẻ để có thể đẩy hết hàng cũ và chuẩn bị đón một phiên bản mới. Nhưng mà đối với dòng xe Yamaha Exciter thì hiện tại đối với các phiên bản cũ này nha các bạn, vẫn không có giảm nha các bạn, vẫn giá vẫn giữ như đối với phiên bản trước đây. Là hiện tại đối với phiên bản Monster Energy thì đã hết hàng rồi nha các bạn, nên là mình sẽ không cập nhật về giá bán nữa. Còn các phiên bản như là phiên bản màu đen nhám, phiên bản màu đỏ nhám hay là phiên bản màu đen cam thì hiện tại giá vẫn đang rất là cao nha các bạn. Đối với phiên bản Exciter 150 ở phiên bản màu đen nhám vẫn có giá là 46 đến 47 triệu đồng. Còn các phiên bản như là màu đỏ nhám hay là phiên bản màu cam đen thì vẫn có giá từ 45 đến 46 triệu. Với giá đó thì đã bao gồm hết giấy tờ và phí thay biển số nha các bạn, hay còn gọi là bao giờ lăn bánh. Còn các phiên bản như là Bình Minh Hoàng Hôn, phiên bản kỷ niệm 20 năm hay là Monster Energy thì hiện tại thì đã hết hàng rồi. Nói chung là phiên bản Exciter 150 hiện tại chỉ còn các màu sắc như là màu đen nhám, màu đỏ nhám, đen cam, trắng đỏ, xanh GP nha các bạn. Và hiện tại thì những hình ảnh của Exciter 155 thì chính thức đã được lộ diện, và những hình ảnh thực tế mà mẫu xe Exciter 150 thì vẫn giữ giá nha các bạn. Chỉ có thêm những chương trình khuyến mại như là tặng 1.500.000 đồng, hay là khi các bạn mà mua xe Exciter 150 sẽ được quay số trúng thưởng, trúng MT15, trúng laptop hay là trúng điện thoại Samsung. Và đó là những chương trình mà khuyến mại mà khi các bạn mà mua mẫu xe Exciter 150. Và như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì đây mình đang quay cho các bạn một màu sắc nha các bạn. Đây là mình sẽ quay chi tiết vào màu sắc ở phiên bản màu đen cam phiên bản 2020. Đây cũng có thể coi là một màu sắc rất là đẹp và các bạn cũng rất là yêu thích nha. Đối với phiên bản Exciter 150 thì sở hữu khối động cơ là 150 phân khối với cái hộp số là 5 cấp, cũng có thể là đã quá lỗi thời so với thời điểm hiện tại. Khi mà các mẫu xe cùng phân khúc hiện nay như là mẫu xe Winner, Suzuki Rider hay là Suzuki Sachia, những dòng xe cùng phân khúc hiện nay đã sở hữu khối động cơ là DOHC với hộp số 6 cấp, mà mẫu xe Exciter 150 thì vẫn sử dụng cái khối động cơ là SOHC với cái hộp số là 5 cấp, với những cái trang bị và có thể là 5 năm trở lại đây không thay đổi về động cơ cũng như là về kiểu dáng cũng thay đổi chỉ sơ sơ thôi, về dàn đèn thôi nha các bạn. Thì hiện tại thì các bạn cũng đang trông mong cái sự thay đổi của mẫu xe Exciter 150 này được nâng cấp lên cái khối động cơ là 155, sở hữu chung động cơ với mẫu xe R15V3. Kèm với đó thì sẽ có những cải tiến về cái mặt đồng hồ hay là về ổ khóa, hay là đặc biệt là về chi tiết động cơ các bạn. Đây các bạn có thể so sánh về những tấm hình Exciter 155 được lộ diện. Về phần mặt đồng hồ và ổ khóa được thay đổi cho các bạn. Các bạn có thể thấy là về ổ khóa của phiên bản mới này sẽ được trang bị cái ổ khóa thông minh Smart Key giống với cái ổ khóa của mẫu xe NVX nha các bạn. Và bên tay trái thì sẽ có cái cổng sạc điện thoại, sẽ rất là tiện lợi khi các bạn mà cần sạc điện thoại nha các bạn. Đây, một trong những thay đổi về thiết kế và kiểu dáng sẽ có tem, nó sẽ thay đổi khác nha các bạn, khác hoàn toàn so với phiên bản 150 này. Nó có một kiểu dáng thiết kế là sẽ hầm hố và đẹp hơn. Còn về phần đuôi sau các bạn có thể thấy là nó sẽ thiết kế giống mẫu xe R15V3 nha các bạn. Thiết kế cái phần tay cầm sẽ vút cao giống với phiên bản là 135 đời trước. Và về phần đèn hậu của xe các bạn có thể thấy là sẽ kiểu dáng bo tròn và rất là thể thao giống với phiên bản R15V3 nha các bạn. Đó, được lấy cái cảm hứng từ mẫu xe R15V3. Và cái phần xi nhan này sẽ được thiết kế lùi ra phía sau nha các bạn. Nó là thiết kế lùi phía dưới một xíu. Và cái phần đuôi đèn này sẽ được thiết kế lại nha các bạn. Kể cả về chỗ đuôi bác biển số cũng sẽ thiết kế lại. Và rất là nhiều bạn đánh giá rằng là về phần đuôi bác biển số này nó sẽ xấu hơn là phiên bản 150. Tuy nhiên là đây những hình ảnh được lộ lọt, chụp theo một góc chụp khác nhau, nên là có thể là khi mà thực tế nó sẽ đẹp hơn nhiều nha các bạn. Đó, một cái thiết kế hoàn toàn mới. Và đây là một cái phiên bản cũng là một màu đỏ RC ở phiên bản 155cc, đã được lộ diện hình ảnh cách đây rất là lâu rồi. Và tiếp theo đến một bộ phận mà quan trọng nhất, chính là về động cơ của Exciter 155 ở phiên bản mới này đang được các bạn trông mong rất là nhiều. Là mẫu xe Exciter 155 thì sẽ được sử dụng động cơ chung với mẫu xe R15V3 nha các bạn. Sử dụng chung động cơ mẫu xe R15V3 thì sẽ có công suất động cơ là sẽ tầm trên 17 mã lực nha các bạn. Và được trang bị cái công nghệ là van biến thiên VVR kèm với cái nồi chống trượt Slipper Crush. Và đây cũng là một trong những cái công nghệ rất là mới được trang bị trên mẫu xe R15V3, một mẫu xe đàn anh của phiên bản Exciter 155, khi được thừa hưởng những cái công nghệ rất là cao cấp này. Tuy nhiên là rất là nhiều bạn đánh giá rằng là đối với cái công nghệ là 155 VVR như vậy mà được trang bị lên mẫu xe Exciter 150 thì sẽ có giá rất là cao. Tuy nhiên các bạn có thể đánh giá về khung sườn cũng như là về phần
thông số lốp xe và rất là nhiều chi tiết đắt giá trên mẫu xe R15 V3 kèm với cặp phục upside down, thì cái mức giá sẽ có giá là 70 triệu đồng. Thì đối với phiên bản Exciter 150 thì sẽ có mức giá tầm dưới 50 triệu đồng, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về điều này nhá. Còn đây là một tấm hình mẫu xe Exciter 155 mới được lộ diện cách đây 2 ngày nha các bạn. Một hình ảnh chụp nghiêng có thể lộ rất là rõ về màu sắc là phiên bản Exciter 155 VVR. Có các bạn có thể thấy là một cái màu tem này, đằng trước này có chữ 155 này. Và cái động cơ của chiếc xe này cũng khác nha các bạn. Về phần thân xe có thể thấy là về phần dàn áo của chiếc xe thiết kế đuôi vút cao và có kiểu dáng giống như phiên bản lộ diện trước đây. Và đây là một hình ảnh được chụp thực tế chứ không phải là Photoshop nha các bạn. Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về một phiên bản mới này thì sẽ được trang bị cái ổ khóa Smart Key giống với cái ổ khóa của phiên bản NVX nha các bạn. Và có cái cổng sạc điện thoại rất là tiện lợi và kèm theo đó là một cái kiểu dáng rất là hầm hố và thể thao nha các bạn. Đây, và tiếp theo đây là một tấm hình khác được chụp rất là rõ về phần mặt đồng hồ của xe. Mặt đồng hồ của xe sẽ thiết kế lại nha các bạn, nó rất là bằng phẳng, nó không phải là lõm lại như là trước ở phiên bản 150cc. Và trang bị cái đồng hồ là Full LCD với một cái nút bấm ở giữa nha các bạn. Và sẽ vẫn được giữ nguyên cái nút bật tắt động cơ tạm thời và có nút bật tắt đèn. Đó là một trong những cái điểm mà các bạn rất là yêu thích ở phiên bản mẫu xe côn tay này. Và bên tay trái thì sẽ vẫn có nút bật tắt đèn, nút xi nhan trái phải hay là nút passing hay là nút còi nha các bạn. Và đặc biệt chính là cái ổ khóa Smart Key. Đó, một trong những trang bị mà các bạn đang trông mong hiện nay đối với cái cổng sạc điện thoại nữa. Đó, một trong những trang bị rất là cao cấp. Và tiếp theo thì đây chính là một hình ảnh được chụp nghiêng ở phiên bản Exciter 105 VVR màu trắng đỏ nha các bạn. Đó, một cái góc chụp mà chụp nghiêng nên là chúng ta không thể nào mà đánh giá được cái nét đẹp ở phiên bản này. Tuy nhiên là ở cái phần mão đèn của chiếc xe này các bạn có thể thấy là nó rất là giống so với phiên bản mà được lộ diện trước đây nha các bạn. Lộ diện về phần mão đèn là giống với chiếc xe SH. Đó, có hai con ốc bắc ở hai bên. Và về phần mặt nạ của xe cũng như là về phần đầu đèn, đây là một cái chiến lược của Yamaha nên là vẫn không được chụp rõ nét nha các bạn. Và đối với thời gian ra mắt ở phiên bản mới này cũng đang được các bạn quan tâm rất là nhiều, rằng là các bạn đang quan tâm là không biết mẫu xe này có được ra mắt vào cuối năm nay hay không. Nhưng mà theo mình nhá, thì mẫu xe này sẽ được ra mắt vào cuối năm nay nha các bạn. Ra mắt vào cuối năm nay bởi vì là Yamaha có công bố rằng năm nay sẽ ra 3 mẫu xe mới, là 2 mẫu xe dành cho nam và 1 mẫu xe dành cho nữ. Nhưng mà hiện tại thì đã đến tháng 8 âm lịch rồi nhưng mà chưa có mẫu xe nào gọi là mẫu xe mới của Yamaha được ra mắt cả. Thì không thể nào mà năm nay ra 3 mẫu xe, hai dành cho nam, một dành cho nữ, mà sang năm sau 2021 lại ra thêm một phiên bản nữa nha các bạn. Nên là mẫu xe Exciter 155 này chắc chắn sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì là mẫu xe này hiện tại thì đã được lộ lọt với những hình ảnh mới nhất rồi nha các bạn, chụp thực tế rồi. Và mẫu xe cũ hiện tại cũng đang không còn hàng nhiều và đang có những chương trình khuyến mãi và tặng phần quà. Và về giá thì cũng có thể là chưa giảm nha các bạn. Về giá hiện tại mình đánh giá là vẫn còn khá cao. Nên là các bạn mà quan tâm đến dòng xe Exciter 150 hãy đăng ký kênh của mình nhá. Đăng ký kênh và bấm like chia sẻ video của mình để được theo dõi những cái thông tin mới nhất. Mình sẽ cập nhật hàng ngày khi có những thông tin mới nhất về chiếc xe Exciter 155 VVR nha các bạn.